kỳ này Việt Nam sẽ chết đói. Đói nhiều á, không biết là bao nhiêu người, nhưng mà mấy vị nói là sẽ có nạn đói lớn của xảy ra trên nước Việt. Mấy vị nghe tin tức thế nói có trúng không nè? Trúng không biết, nhưng mà mình đã kháng sinh rồi để mình giảm cái nhịp xuống. Hello sir. Thấy cái tận thế này á, là nó nhẹ nhàng, nó qua rất là nhẹ nhàng. Những cái hành tinh kia cũng đang tận thế, nhưng mà nó không có nhẹ nhàng như kiểu mình. Họ khổ hơn mình nhiều. Người Á Châu mình á, sau này sẽ được người Âu Châu, người Mỹ, thế giới rất là kính nể, tôn trọng. Đó là nhờ thời đại sàng lọc này nè. Phật Thánh Tiên chuyển vô nước Việt. Hồi xưa Phật Thánh Tiên ở bên đầu tiên lãnh độ, sau Ai Cập cứ mấy chục nghìn năm á mới bị thay đổi, cái qua bên Tàu, hôm nay vô nước Việt. Bởi vì kinh sám, kinh điển nói là nước Việt là nước trung ương. Cái mặt trời mà đúng 12 giờ trưa đó, mà nó ngay thẳng ngay vô nước nào thì nước đó sẽ là nước trung ương của cái thời đại đó. Hôm nay nó là nước Việt. Nên Thiên Thánh Kiệt đầu thai vô thành người Việt, cùng với những vị Bồ Tát, với những vị Phật, để mà lo cho một cái thời đại mới. Cái bề trên là cứ mỗi một cái nào gọi là văn minh quá thì từ từ nó cũng sẽ bị bại, sẽ bị tàn lụi lại. Hiện bây giờ nước Mỹ đang mạnh, sau chiến tranh thứ ba nước Mỹ cũng sẽ có một cái chuyện khác yếu lại, thì từ đó nước Việt sẽ vươn lên. Một bên mà chìm xuống thì bên nổi lên.